Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch là tháng đen đủi bùa vây, để không gặp tai ương trong tháng này cũng đã là một kỳ tích. Ít ai dám mơ ước mình có được may mắn trong tháng cô hồn này hay không. Ấy vậy mà trong tháng cô hồn đầy ma quái, những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 lại gặt hái được những thành công nhất định trong cuộc sống. May mắn đến với họ trong tháng này hết sức ngẫu nhiên, tình cờ, khiến chính họ cũng bị bất ngờ. Xem lá số tử vi của những người sinh năm 1949 Kỷ Sửu, các chuyên gia tử vi học thấy có nhiều điểm bất ngờ, chỉ duy nhất những người này mới có. Vậy đó là những điểm gì? Mời quý vị hãy theo dõi chương trình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thiên thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, từ ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, ất mùi. Ngày âm lịch 20 tháng 7, từ ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, đinh mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm thích lịch hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 7, từ ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm bích thự thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 7, từ ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm tàng trà mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Kỷ Sửu phạm thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, phù hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Kỷ Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tử vi tháng 7 năm 2021 tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 theo lịch âm cho thấy rằng tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến sức khỏe và các mối quan hệ. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh.
Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón nhận được thêm nhiều điều may mắn. Kỷ Âm Thổ gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phần lòng những người ở xung quanh. Đặc trưng tính cách của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Quý vị thân mến, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình, phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công đối với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhẫn nại, nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao. Sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng nên mọi chuyện rơi vào thế không thể phản hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình. Nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh của gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tổng quan về sức khỏe của mệnh chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Kỷ Sửu. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng do bản mệnh chủ quan không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Tử vi tháng mang điềm báo tai họa, họa huyết quang, vì thế bản mệnh khi đi lại phải cố gắng đảm bảo an toàn ở mức tối đa, nếu không nguy cơ tai nạn va chạm gây tổn hại tiền bạc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi nói đến vấn đề sức khỏe thì không đơn giản chỉ là thể lực, nó bao gồm cả thể chất và tinh thần. Vì thực tế, dù mọi người chăm chỉ thể dục rèn luyện, nhưng tinh thần ủ rũ hay mệt mỏi thì cũng không được xem là người khỏe mạnh. Gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, hãy dành chút thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên bản mệnh, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mọi người nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là những người sinh năm 1949, tổng quan về tình cảm gia đạo. Tháng Bính Thân năm Tân Sửu, các mối quan hệ tình cảm xã giao của tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi và miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính đương số. Dù sao thì bản mệnh cũng là người có tuổi, tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động sẽ dẫn đến những tai biến bất ngờ.
Trong gia đình, người tuổi này không nên quá can thiệp nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng, thì việc gì cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị về vận trình tử vi của tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý gia chủ thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 âm lịch, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại để có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị về vận trình tử vi của tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 âm lịch, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.